thành phố mang tên Bác theo kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn trong năm 2019 vừa được ban hành để chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và Quốc khánh 2 tháng 9, đồng thời phục vụ người dân và du khách. Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 3 điểm trong 2 ngày lễ này. Trong các ngày lễ 30 tháng 4 và Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 3 điểm. Trong đó có 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn quận 2, tòa nhà Landmark và khu vực công viên Vinhome thuộc khu đô thị Vinhome Center Park, quận Bình Thạnh và 1 điểm bắn tầm thấp tại công viên văn hóa Đầm Sen quận 11. Kinh phí thực hiện bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa. Những năm trước các dịp lễ 30 tháng 4 và 2 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh chỉ tổ chức bắn pháo hoa ở 2 điểm tại khu vực đường hầm sông Sài Gòn và công viên Đầm Sen. Năm nay có thêm địa điểm mới là khu vực tòa nhà Landmark cao nhất Việt Nam, nơi cũng đã tổ chức bắn pháo hoa đón Tết Kỷ Hợi vừa qua.